BB có biến đổi từ chúng này sang chúng khác được hay không? Thế em có biến đổi thành anh được không? Nghe thì tưởng là đùa, tuy nhiên hai câu hỏi cũng tương đương nhau. Cùng là con người, nhưng mỗi người lại là khác nhau. Không ai giống ai, và cũng không ai có thể biến đổi từ người này sang thành người kia được. Và HPV cũng vậy, tên gọi của nó là Human Papilloma Virus. Nhưng không thể có sự biến đổi từ các chủng sang nhau được. Khi xét nghiệm xong thì bác sĩ sẽ trả kết quả cho các bạn. Trong bảng kết quả sẽ có kết luận rằng bạn có bị dương tính hay là âm tính với các chủng HPV hay không. Ví dụ như thế này. Nên các bạn đừng lo bị nhiễm HPV chủng này sẽ biến đổi thành chủng kia. Ví dụ như bị nhiễm chủng 6 lại biến đổi thành chủng 16. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta có thể tiêm phòng HPV khi chúng ta đã bị nhiễm. Còn vì sao thì các bạn có thể xem video gần đây nhất của chúng mình còn nói về nhiễm HPV rồi thì có tiêm phòng được không? Nhiễm HPV rồi thì có tiêm được không? Trong trường hợp chúng ta đã bị nhiễm một hoặc vài chủng trong số các chủng vừa liệt kê thì việc tiêm vaccine HPV sẽ giúp phòng được các chủng còn lại mà chúng ta chưa bị nhiễm. Còn đối với các chủng HPV mà đã nhiễm thì tiêm phòng sẽ không có tác dụng điều trị.